Cái ông này chơi game kiểu không nhìn map luôn hay sao ấy. Thời cay vãi quá. Cái lùm má. Cái quay vô trụ rồi đưa cái gì vào đâu cái vậy. Chu December đã rescan 5.000 đồng. Bằng 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 bằng. Oh my god man, so fucking cancer bro. Mẹ mày, bố mày ăn hết lính. Thôi chắc chết rồi anh em ơi. I'm dead again, I'm just fucking dead again. Go fucking next man. So fucking cancer. Không sao, không sao, không sao, không sao. Win được, win được, win được, win được. Mình có proxy cái quay này được không? Được. Mình proxy cái quay này được. Nhưng mà rừng mình sao nè, mà rừng mình sao nè. Olaf ơi, ông đẩy được rồi hả? Ông giúp, ông ra giúp tôi nha. Mình đánh 2v1 mình win đó. Olaf mới ra về đầu game mạnh lắm ông ạ. Nhìn Olaf nè, nhìn Olaf nè. Nhìn Olaf nè. Là cái con cặc gì ở đây đây? Nó đứng đây nó đợi mẹ nó hả? Nhìn binh nè, nhìn binh nè, nhìn binh nè, nhìn binh nè. Ra tín hiệu tất tay, ra tín hiệu cho tất tay, tất tay, tất tay, tất tay. Vợ đi ra. Vợ đi ra. Xong đéo quay qua đánh luôn. Từ từ anh em, từ từ anh em. Nó đéo thèm ra nó giết con kim rệt. Nó đéo thèm ra nó giết con kim rệt. Nó đéo thèm ra nó giết con kim rệt. Oh my god, oh my god, oh my god. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Nó đéo làm gì luôn, nó đéo làm gì luôn. What the fuck. Nó đéo làm gì luôn, cái con nỉ mẹ đó. Nó đéo làm gì luôn, nó đéo làm gì luôn. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ. Má mà game ấy tôi đánh ghê nhờ. Game ấy tôi đánh ác nhờ. Game ấy công nhận tôi đánh ác thiệt cái chứ. Dìn vào đi top Trần Tiểu Kỳ. What the dog doing? Xin đã rescan 5.000 đồng. 3-11 vẫn win. Lại Trần Tiểu Kỳ. 4-9 Trần Tiểu Kỳ. Địt con mẹ, địt con mẹ thằng Hoàng Kinh Rệt, địt con mẹ là Hoàng thằng Hoàng Kinh Rệt. Hoàng Kinh Rệt ơi, tôi không biết là một ngày nào đó, tôi không biết là một ngày sắp tới hoặc là một ngày xa hay là được, mà tôi đéo biết là cái con cặc nào, nhưng mà tôi hy vọng một ngày nào đó, những gì tôi nói hiện tại á sẽ đến tai của ông và ông nghe, ông thấu hiểu được. Tôi biết ông khổ, tôi biết ông chỉ có cái game này mới kiếm ra tiền cho ông thôi. Tôi biết cái điều đấy. Cơ mà cái địt con mẹ mày vãi lồn rác rưởi đến mức đủ má thuê bỏ tiền một thằng khác. Bỏ tiền cho một thằng khác ra để địt mẹ mày nó bấm phe luôn cho mày. Cái địt con mẹ mày. Tao hy vọng cái TikTok của mày đủ má một ngày nào đó bị ban vĩnh viễn. Mày làm con cặc gì người ta cũng trù, người ta cũng đánh. Không sao. Hãy cái này là tôi chúc ông cái sự nghiệp cày hơi của ông ngày càng phát triển. Tôi hy vọng là ông Hoàng Kinh Rệt, tôi chúc ông cái sự nghiệp cày thuê của ông ngày càng đông khách. Con đĩ mẹ mày thằng lồn ung thư bại não. Không sao. Nhưng mà chửi như vậy có quá không anh em? Ý là chửi như vậy có quá không? Tôi nghĩ là không quá. Đủ má nó không có một tí gì đó gọi là cái lòng tự trọng luôn. Nó lộ tới mức nó đéo đổi ạc luôn. Nó đổi BD ơi. Nó lộ tới mức nó đéo đổi hạt luôn. Nó dùng một cái hạt nó bắp đi bắp lại đủ ba bị gần 10 game con đĩ mẹ. Cái lồn má. Nó đéo đổi hạt, nó lộ tới mức nó dùng 10 hạt. Nó dùng một hạt nó. Nó đéo đổi nít, nó đéo đổi nít luôn anh em ơi. Nó dùng một nít nó bắp tới luôn đủ. Mà nó đéo có cái lòng tự trọng tới mức đó luôn á hả. Quá tí nào chửi chết em mờ nó đi. Phải lồn. Nó đéo có